của Úc. Hai Úc là một bịch một ký, một bịch là một ký là 7,5 đô hai Úc hả? Không biết ngon không ta? Hộp cũ lớn á, một lần đó hết. Một lần thì không có hộp cũ. Còn bên đây là vậy. Khoai tây thì có nhiều loại đó. Bên đây là của Úc nè, nửa ký, bịch này nửa ký hả? Còn bịch này một ký nè. Nửa ký là cái này nha. Nửa ký là ba, cái loại này loại cao cấp đó, mắc tiền tổng 3,45 đô. Còn bên đây bịch một ký nè, còn có 2,95 đô, bịch này một ký nè, của Úc. Còn bên đây loại nào nữa? Bên đây 3,2 đô một bịch. 3,2 đô một bịch. Có hỏng thì để nước nào ta? Ở Indonesia, cái này của Indo 3,2 đô một bịch một ký. Bên đây còn loại bên đây là của Mỹ, một ký 3,6 đô Mỹ. Một ký 3,6 đô. Đây của Indo. Còn bên đây của nước nào? Hà Lan hả? Hà Lan bịch này. Hà Lan bao nhiêu? Có không thấy để giá của Hà Lan ta? Còn bên đây là của Trung Quốc thì rẻ nè. Trung Quốc có 1,25 đô một ký. Trung Quốc. Ủa đâu? Cái này của Hà Lan. Trung Quốc 1,25 đô một ký. Còn cái này của Trung Quốc nè. Để khoai tây Hà Lan nhưng mà sản xuất ở Trung Quốc nè. Đây là 1,25 đô. Cái này là 4,35 đô. Thôi, bịch này là con loại này mắc quá ta. 4,35 đô một ký. Thì mình mua loại nhỏ này. Mình mua loại 3,2 đô một ký. Cái loại này củ nha, nhỏ vừa ăn. Còn củ này thì quá nhỏ. Củ này quá nhỏ. Còn loại này là mini vậy. Mini.